Người phán xử đau đầu vì bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Người phán xử Hoàng Dũng bị lấy hình ảnh quảng cáo đặc trị bệnh hôi miệng. Mẹ chồng Lan Hương bị ghép từ hình quảng cáo trà sang quảng cáo thuốc bạc tóc. Và còn rất nhiều nghệ sĩ khác bức xúc khi hình ảnh của họ bị sử dụng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng post hình ảnh quảng cáo ăn cắp hình ảnh của ông lên Facebook. Những nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng hay những gương mặt đang gây sự chú ý đối với truyền thông dễ dàng trở thành những nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại. Bị lợi dụng hình ảnh, nghệ sĩ chỉ biết than, có thể kể đến như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, ca sĩ Mỹ Linh, Quốc Trường. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ trên Facebook cá nhân của ông về hình ảnh ông bị sử dụng trái phép và dòng status "Bỏ chữ thầy đi, tôi tha cho việc ăn cắp hình ảnh". Lời chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ngay lập tức nhận được hàng loạt những comment từ chính các đồng nghiệp. Nói mãi vẫn giả rồi điếc lát cụ ơi, chán lắm, tôi và Hương bông vài vụ rồi, sao họ không gượng mặt nhỉ, ghép thô thiển, quá chán, lừa đảo trắng trợn. Đóng vai người phán xử nổi tiếng quyền uy trong bộ phim cùng tên, nhưng ở ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cho biết, ông bị ăn cắp hình ảnh quảng cáo đủ các chiêu trò từ bán bảo hiểm, bán thuốc trị nấy, nhưng rồi chẳng biết đi đâu kiện, đành nhờ Facebook lên tiếng để đồng nghiệp và cộng đồng mạng xã hội biết là ông không hề quảng cáo cho những sản phẩm này. Thậm chí có nhà sản xuất còn mạnh dạn dừng hẳn một bài phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng về việc dùng thuốc trị nấy trong khi ông chẳng hề nhận quảng cáo hay trả lời phỏng vấn. Khổ nhất là việc nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng nhận được hàng loạt cuộc điện thoại từ bạn bè, người quen và cả người hâm mộ để xem dùng thuốc này thế nào, có công hiệu hay không. Tôi biết là mình có thể đi kiện, nhưng tôi không muốn làm to chuyện và cũng không có thời gian để chạy theo kiện cáo. Chỉ muốn những người kinh doanh hãy lấy chữ tín làm trọng, tự giác gỡ hết quảng cáo trả hình có ảnh tôi là được, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ. Ngay sau khi phát sóng phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng đã từng khóc dở nếu dở với việc tạo hình mẹ chồng của bà bị nhiều đơn vị kinh doanh sử dụng để quảng cáo thương hiệu. Nhân vật bà Phương trong phim của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương bỗng chốc được lắp ghép vào quảng cáo bán đủ các sản phẩm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, thuốc. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho biết, hồi đầu mới được mời quảng cáo sản phẩm bà cũng đã nhận lời cho một vài sản phẩm cho một nhãn hàng thuốc với giá rất rẻ mạt. Tuy nhiên sau đó hàng mấy năm liền, nhãn hàng đó liên tục lắp ghép hình ảnh quảng cáo của bà với hàng loạt các sản phẩm khác. Tôi được một cậu em cho một loại sâm nên nói lời cảm ơn lên Facebook. Ngay sau đó, hình ảnh này của tôi bị photoshop từ loại sâm sang sản phẩm Hitachi. Tôi chưa bao giờ uống một viên Hitachi nào. Vậy mà họ làm vậy là dối trá và lừa đảo khách hàng. Tôi đã liên hệ với hãng này và họ đã xin lỗi, đổ cho đây là lỗi của đại lý. Rốt cuộc thì có nơi gỡ, nơi vẫn cứ tiếp tục quảng cáo. Tôi chỉ biết than thở trên Facebook cá nhân để bạn bè và mọi người đừng tin vào những lời quảng cáo có hình ảnh của tôi. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ, hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Lan Hương bị Photoshop cầm là thuốc khác để làm hình ảnh quảng cáo. Nghệ sĩ phải tự bảo vệ hình ảnh của mình. Có thể thấy người càng nổi tiếng thì sức ảnh hưởng của họ càng lớn, đồng nghĩa với việc sản phẩm được họ đại diện sẽ bán được nhiều hơn bởi chính sự tin tưởng từ phía công chúng. Khi nhận lời quảng cáo cho một sản phẩm nào đó, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho biết bà luôn tự mình làm chuột bạch và phải sử dụng một vài tháng để xem có hiệu quả hay không thì mới nhận lời tham gia quảng cáo. Tuy nhiên cũng đừng trách nếu giả dụ như sản phẩm mà bà dùng thấy ổn nhưng có thể với cơ địa của người khác lại không hiệu quả. Vấn đề là bà phải thấy sản phẩm đó chất lượng thì mới dám nhận lời làm quảng cáo vì sợ ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Trao đổi với Văn Hóa về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải được sự đồng ý của người đó và phải trả thù lao cho hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Do đó, nếu thấy hình ảnh của mình bị can thiệp, chỉnh sửa để sử dụng mà không xin phép, gây hậu quả xấu, nghệ sĩ có thể nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng xử lý vừa bảo vệ quyền lợi của mình và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật hiện hành đã quy định về mức xử phạt đối với hành vi quảng cáo mạo danh người nổi tiếng. Người bị cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh sai quy định có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Khoản 8 điều 8 luật quảng cáo 2012 cũng quy định việc quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý cũng là hành vi bị cấm. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh, lời nói,
chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý nhằm mục đích quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Quy định tại điểm B khoản 3 điều 51 Nghị định 158/2013/Nghị định Chính phủ. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Biện pháp khắc phục hậu quả lúc này là buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Ngoài việc hình ảnh bị đánh cắp vào sản phẩm quảng cáo, thì cũng xin khuyến cáo những người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia quảng bá hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Nếu không, chính bản thân người nổi tiếng cũng bị kiểm tra, xử lý khi quảng cáo sản phẩm sai sự thật. Được biết, trong năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý rất nhiều trường hợp diễn viên, người mẫu nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng bá hàng hóa sai sự thật. Chính vì vậy, bản thân các nghệ sĩ, người nổi tiếng nếu phát hiện hình ảnh của mình bị ăn cắp quảng bá sản phẩm, thì cần lập tức lên tiếng cũng như nhờ các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc. Đây là cách bảo vệ uy tín, hình ảnh của mình cũng như là trách nhiệm công dân của từng cá nhân nghệ sĩ hay người nổi tiếng cần làm. Tôi biết là mình có thể đi kiện, nhưng tôi không muốn làm to chuyện và cũng không có thời gian để chạy theo kiện cáo. Chỉ muốn những người kinh doanh hãy lấy chữ tín làm trọng, tự giác gỡ hết quảng cáo trá hình có ảnh tôi là được. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dung, trong năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý rất nhiều trường hợp diễn viên, người mẫu nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng bá hàng hóa sai sự thật. Chính vì vậy, bản thân các nghệ sĩ, người nổi tiếng nếu phát hiện hình ảnh của mình bị ăn cắp quảng bá sản phẩm, thì cần lập tức lên tiếng cũng như nhờ các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc. Đây là cách bảo vệ uy tín, hình ảnh của mình cũng như là trách nhiệm công dân của từng cá nhân nghệ sĩ hay người nổi tiếng cần làm.